Bí kíp chia một số cho 1,25. Muốn chia một số cho 1,25, ngoài cách chia đặc tính thông thường thì chúng ta sẽ có cái bí kíp sau. Chia một số cho 1,25, ta chỉ việc lấy số đó nhân với 8 rồi chia cho 10. Chúng ta cùng đến với ví dụ sau. 4 chia cho 1,25 thì ta chỉ việc lấy 4 nhân 8 rồi chia cho 10. 4 nhân 8 bằng 32, 32 chia 10 bằng 3,2. Như vậy, 4 chia 1,25 được kết quả bằng 3,2. 7 chia cho 1,25 thì ta chỉ việc lấy 7 nhân với 8 rồi chia cho 10. 7 nhân 8 bằng 56, 56 chia cho 10 bằng 5,6. Như vậy, 7 chia cho 1,25 thì được kết quả là bằng 5,6. Tương tự, các em hãy tính cho thầy 12 chia cho 1,25 và kết quả bằng bao nhiêu, hãy comment đáp án của mình xuống phần bình luận video này. Các em thấy video hữu ích hãy chia sẻ để lưu lại. Và thầy là Vũ Tiến Thành. Hẹn gặp lại các em ở khóa học Toán Tư Duy.